Nào, chuẩn bị cho các bé lên đường. Nào, con nào của con. Hôm nay nhá, mùng 9 nhá, đầu năm nhá, khai xuân nhá, bọn em đi đúng 9 con chó. Điêu làm chó luôn. Mà chó lại là 9 nhá. Em nói thế là mọi người biết là tối nay mà mọi người phải làm gì sau khi mà mọi người xem clip của em. Đúng không? Con Bồng đây, con đi Bình Phước. Bạn cái đầu tiên, cái là Lucky Bình Phước. Bỏ đây. Đi miền Nam hay đi mấy con nhỉ? 6 con. 6 con miền Nam, thế thì 3 con đi miền Bắc. Hôm nay bọn em đi 9 con. Ngày 9, chó lại là 9. Em lưu ý mọi người nhé, mọi người biết là hôm nay là phải làm gì đấy. Rất ít khi nó về trùng như thế. Xem nào, hôm nay có làm được quả tán lộc đầu năm không? Nếu mà hôm nay mà ai được ấy thì là hôm nào mà nếu mà em mua chó ấy là phải ra lộc bọn em tí. Còn nếu mà hôm nay mà không được ấy thì là mọi người cứ giữ lấy cái tờ giấy cáp, xong là mang đây là bọn em sẽ hỗ trợ. Đây, quay lên cho mọi người xem này. Đang Atom này, bố mẹ nhập. To lắm, Atom. Ôi dồi. Mình kia ham đó, cứ cái ấy nó cắn. Bắt đầu đợt này em thấy ở trong miền Nam là mua hơn ở ngoài Bắc rất là nhiều nhá. Thì mình cảm giác như là cái kinh tế ở trong miền Nam ấy, nó bắt đầu nó ổn định lại dần hơn, đúng không mọi người? Tức là kiểu là ngày xưa miền Nam bị dịch trước mình một năm à? Hay một nửa năm nữa. Bị dịch trước miền Bắc nửa năm ấy. Thế nên bây giờ ở trong miền Nam cảm giác như là kiểu anh chị cũng kiểu là công việc nó ổn định hơn ở ngoài Bắc này. Nên là từ đầu năm giờ bọn em bán là đa số khách ở trong miền Nam mọi người nhá. Nhìn chán không? Người có xem ở đằng sau kia không này? Bọn em không hề kích một tí nào nhá. Không hề kích luôn nhá. Đấy. Chó nếu mà nó thần kinh nó căng, mọi người thấy không? Đấy. Em không kích một tí nào, tự nó cắn luôn. Xong chậu nó tha luôn. Những con chó thế thì là nó phải ham đồ thế thì nó mới dễ dạy mọi người nhá. Còn nếu mà bình thường mình kích thì auto là con nào nó cắn. Đồ dã man, tự nó cắn cái chậu luôn. Đây mọi người nhìn. Một con nữa nó ham, nó vừa bắt ra rồi. Mà không về 99 nhá, chặt đầu em đi. Hôm nay mà thôi thế này đi. Hôm nay thì nữa em quay video lên. Tất cả ai hôm nay mua 9 con này, một trong 9 con này này, ôm cho em 300k đi. Nếu mà xịt thì mai em gửi chuyển khoản vào 300k cho các anh luôn, được không? Còn nếu mà được 300k thì là muốn cộng thêm cho em ít lộc lá. Trước còn
dê này. Đi nữa chị. Máy con, bay này. Đây, con đen là máy bay. Ok nhé mọi người nhá. Máy bay à? Mọi người nhớ hôm nay là 99 mọi người nhá. Con này Đồng Nai. 190 anh hôm nay mua chó của em mà làm 300k đi. Nếu mà trượt hay như nào thì là gửi số tài khoản lại em bắn lại luôn, em coi như là em ra lộc cho mọi người nhá. Nếu mà trúng thì nhớ lộc lá lại cho em nhá. Con này ham đồ dã man. Ai mua con này ở đâu? Quảng Nam à? Quảng Nam. Quảng Nam. Đây là em không hề test thần kinh một tí nào, lúc nãy nó vừa cắn cái chậu nhà em nhá. Đấy. Test thần kinh trực tiếp trước khi đi cho các anh xem đây. Chắc là mai ở Quảng Nam mai nhận được cậu nhỉ? Ừ. Chiều mai là anh nhận được rồi, lỡ ở Quảng Nam. Mùng 10 luôn, ngày thần tài đấy. Em cũng mong là tối nay anh được số số. Mai đi mua vàng. Số kiến thiết miền Bắc. Chả mấy khi trùng như thế này. Ngày mùng 9 bán 9 con. Chó nó là 9 rồi. Bản thân em cũng tự thưởng cho mình mấy trăm. Để hôm nay nhớ về. Con này là con đen thôi. Con đen. Con kia đi máy bay à? Con đen đi máy bay. Con nào có lỗ con này rồi, atom thì thôi. Đây, atom đường này. Lượn. Đây. Cái atom. À được chứ. Được à? Nhìn tao tướng. Đây. Này bọn em đi đây. Bến xe An Sương này. Bình Phước này, toàn khách miền Nam mà. Con này đi Điện Biên này. Con này đi Quảng Nam này, con ham đồ lễ này. Con này đi Biên Hòa Đồng Nai này. Đấy, bọn em tất cả đều nhận chó thanh toán tiền sau các anh nhá. Nên là yên tâm đến với trại em. Con này đi Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Còn hai anh kia là một con tí nữa khách đến trại em bắt. Còn một con đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh hả chị? Ừ. Con đen đi vào thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đấy. Trước khi đi bọn em đều dán sổ tiêm thứ đầy đủ cho mọi người. Mỗi tội là trên lái xe người ta hay là mất hay sao, kiểu người ta cứ bóc ra để người ta xem địa chỉ. Rồi, video cũng dài đấy. Em nhớ, em nhắc lại mọi người là 99 mọi người nhá. Rồi, em xin chào mọi người. Hôm nay các anh cứ thoải mái đi. Nếu mà không được thì mai gửi số tài khoản, coi như là em ra lộc ạ. Để em xin chào mọi người.